Hoàng Sơn xin chào bà con ha. Hôm nay Hoàng Sơn sẽ giải đáp thắc mắc cả nhà là máy đo huyết áp không chính xác. Cả nhà hỏi là máy đo huyết áp mới mua về đo không chính xác hay là nghi ngờ không chính xác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là máy đo huyết áp cổ tay không chính xác. Cái thứ ba là máy đo huyết áp của hãng này, hãng kia không chính xác. Đó, mình có ba câu hỏi ha. Thì hôm nay Hoàng Sơn sẽ giải đáp thắc mắc cùng bà con mình. Còn ngoài ra có những cái vấn đề khác về thiết bị y tế máy đo huyết áp, cả nhà có thể gọi trực tiếp vào Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới tiêu đề để có thể được tư vấn kỹ hơn. Thứ nhất là mình nói máy đo huyết áp mới mua về không chính xác. Thì Hoàng Sơn mới hỏi cả nhà mình là mình dùng máy gì để kiểm định á. Thì tất cả những máy đo huyết áp mà chính hãng nha, thì trước khi ra thị trường phải được kiểm định 100% mới được ra thị trường. Nên là khi mới mua về thường là những máy nó sẽ không xảy ra lỗi đâu cả nhà ha. Có thể trong quá trình vận chuyển bị rớt, bị bể này nọ thì mình không nói được. Nhưng mà những cái hàng, tất cả hàng chính hãng đều được kiểm định. Đó, nên là nếu mà như mình xài một thời gian, ví dụ sau 2 năm đi, mình cảm thấy nghi ngờ vì mình xài nó quá nhiều rồi, không biết còn chính xác hay không, thì mình có thể gửi trực tiếp về hãng để nhờ kiểm định miễn phí cả nhà ha. Đó, nên là Hoàng Sơn lúc nào cũng khuyên cả nhà mình nên mua máy đo huyết áp chính hãng để mình được kiểm định chất lượng miễn phí và an toàn, và mình đảm bảo về chất lượng. Còn những hàng mà ví dụ giống như hàng không rõ nguồn gốc, mình không biết là đo có chính xác hay không thì rất là nguy hiểm. Tại vì nếu mà đo không chính xác thì uống thuốc vô rất là ảnh hưởng, rất là nguy hiểm nha cả nhà. Ví dụ huyết áp thấp mà tưởng huyết áp cao, nguy hiểm không. Và như hàng xách tay thì bà con mình có người thân ở nhà nước ngoài tặng về thì cũng ok xài được. Nhưng mà tới hồi lúc mà 1-2 năm sau mình cần kiểm định thì lại không có hãng đi kiểm định. Anh cả nhà mình cân nhắc nha. Rồi, thứ nhất là máy mới mua về không chính xác thì cả nhà chú ý là mua hàng chính hãng thì chắc chắn là sẽ chính xác rồi. Còn nghi ngờ nữa thì mình sẽ gửi về hãng để kiểm định lại. Không được mua hàng giả, hàng nhái, hàng xách tay, hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc. Rồi, cái thứ hai nữa là máy đo huyết áp cổ tay với bắp tay, cổ tay không chính xác. Nếu mà không chính xác thì hãng không ai dám bán đâu cả nhà ha. Nhưng mà lúc nào khi mua cái máy huyết áp đầu tiên, Hoàng Sơn cũng khuyên cả nhà mình là mua cái máy đo huyết áp bắp tay trước. Thứ nhất là nó to, nó bền, nồi đồng gói đá để mình xài được lâu hơn. Nhưng mà tất cả đều hai hãng, hai model này, cổ tay và bắp tay đều bảo hành chính hãng 5 năm nha. Và khi nhà mình có người ông bà lớn tuổi đó thì mình nên xài loại bắp tay. Tại vì nó gần tim, cái vòng quấn gần tim thì cái độ tin cậy rất là cao ha. Và tránh bị sai lệch khi mình để tay cao thấp. Ví dụ ông bà mình đo như vậy rất là dễ nè, ngồi tư thế thoải mái giống như đang ăn uống hoặc nghỉ ngơi hay là đang ngồi thoải mái thì đo sẽ chính xác nè. Còn cái vòng cổ tay, ví dụ đối với người đi công tác, du lịch, văn phòng, đi làm á, mình mang theo thì nó rất là gọn. Nếu mà để đúng tư thế nha thì độ chính xác là của hãng đã được kiểm định là chính xác rồi, nên là mình không có phải lăn tăn cái chuyện đó. Nhưng mà đối với những người lớn tuổi thì nhiều khi cái mặt xa quá nó sẽ khó dò, hoặc là nhiều khi ông bà mình lớn tuổi quá cái không rõ là để cái tay quá thấp quá cao như nè, nó sẽ dễ bị sai số đó. Nên nếu mà như máy đo huyết áp cổ tay mình để đúng tư thế nha, ngang tim, thì cái độ tin cậy cũng rất là cao cả nhà ha. Rồi, bà Sơn đã giải đáp thắc mắc. Nếu mà mình nói huyết áp cổ tay không chính xác là chưa đúng ha, mà mình phải lựa chọn cái máy nào phù hợp với mình. Ví dụ cho cả nhà xài và ông bà lớn tuổi xài, hoặc là cái máy đầu tiên thì nên mua dòng bắp tay. Còn trừ trường hợp đi làm công tác, du lịch, văn phòng mà người còn trẻ đó thì có thể mua thêm cái dòng cổ tay để xách theo rất là gọn. Rồi, vấn đề thứ ba là cái hãng này không chính xác, hãng kia không chính xác. Thì Hoàng Sơn nhắc lại, những hãng mà uy tín nha là đã được kiểm định chất lượng và đã có những cái thông số kỹ thuật là theo cái tiêu chuẩn, ví dụ của Myrolite là theo tiêu chuẩn châu Âu, còn những hãng khác là theo tiêu chuẩn ví dụ của Nhật, của Amrong đó, thì chắc chắn là hãng đã được kiểm định rồi, nên mình không có phải suy nghĩ. Còn những trừ những trường hợp là máy không rõ nguồn gốc, có thể bán hàng mà không rõ nguồn gốc, giá rẻ, giảm giá như nào mà mình không biết được cái trung tâm bảo hành ở chỗ nào và cái uy tín thế nào đó, thì cái đó mà Hồ Sơn không có bình luận được. Tại vì nếu mua hàng chính hãng thì hãng dùng cả cái uy tín mình để đảm bảo về chất lượng rồi, nên cả nhà yên tâm nghe. Rồi, hôm nay Hoàng Sơn đã giải đáp ba cái thắc mắc máy đo huyết áp không chính xác để cả nhà mình
khi mà mình đã mua rồi, hàng chính hãng rồi thì mình không có gì phải suy nghĩ cả. Nếu nghi ngờ thì mình sẽ gửi về trung tâm để kiểm định chất lượng. Còn nếu mà chưa mua thì mình cũng có cái nhìn tổng quan là nên mua, tại sao mua hàng chính hãng mà không có mua hàng ham hàng rẻ, hàng không rõ nguồn gốc. Đo vô mà không biết kết quả chính xác hay không thì rất là nguy hiểm. Rồi, chúc bà con nhiều sức khỏe. Có gì thắc mắc thì gọi cho Hoàng Sơn hoặc số điện thoại bên dưới nha, trên tiêu đề. Tạm biệt và hẹn gặp lại.